Mộc Hương Shop xin chào tất cả các bác. Hôm nay tôi làm cái clip này giới thiệu đến các bác cái sản phẩm vòng tay gỗ lưu huyết long. Đó, trên tay tôi cầm đang là cái vòng tay, mẫu vòng tay lưu huyết long 14 ly. Đây là 12 ly và bên này là 16 ly. Thì ba cái mẫu sản phẩm này đã đang bán chạy nhất bên tôi đấy. Và các cái kích thước này này là phù hợp với tất cả mọi người. Ví dụ 12 ly 17 hạt này phù hợp với lại nữ này. Nữ đeo hoặc là nữ đeo nhỏ hơn thì đeo 10 ly. Hoặc là cho nam nhỏ con, loại này là phù hợp với nam, tất cả người nam này, 14 ly, 15 hạt hoặc 14 hạt tùy theo tay. Đây là 16 ly này. 16 ly 14 hạt dành cho nam to con một chút, tầm 80, 85, 90 cân. Đó, đây là những cái kích thước phù hợp, còn các bác có thể sở thích khác nhau. Người bị ít cân mà lại thích đeo to thì các bác có thể nói tư vấn. Còn các bác mà to con mà lại thích nhỏ, đeo nhỏ thì các bác có thể là theo yêu cầu đặt hàng, tôi sẽ tư vấn cho các bác nha. Còn những cái kích cỡ vừa rồi tôi nói là phù hợp với những cân nặng nhất định, đó là chung thôi ha. Rồi thì các bác vừa xem được những cái clip trước là tôi quay cũng như là test thấu quang đèn đấy, thì nó thấu quang từ 50 đến 70-80%, có cái có hạt 90% các bác nhá, thì nó tương đối là đều và đẹp. Đây là loại hàng loại đẹp của Mộc Hương Shop. Thì những cái vòng như này là ba mẫu bán chạy nhất mà giá lại phải chăng nhất, hợp lý, hợp túi tiền của các bác, ai cũng có thể mua được thôi. Nó giá nó tùy thuộc vào kích thước, nó chênh nhau 50-100 không đáng kể nha các bác nha. Kích thước nhỏ thì nó sẽ giảm tiền đi, to thì nó sẽ tăng tiền lên, nhưng mà nó không đáng kể đâu. Các bác đặt hàng tôi sẽ báo giá trực tiếp. Các bác có thể để lại số điện thoại cũng như là tên để tôi có thể gọi điện tư vấn đặt hàng, hoặc là các bác có thể inbox trực tiếp vào shop, hoặc các bác gọi điện trực tiếp trên số điện thoại, hai số điện thoại này để tư vấn cũng như là báo giá cho các bác nha. Đó, thì ngoài những cái mẫu sản phẩm này, bên tôi còn có hàng rẻ hơn, hàng lưu huyết long nhưng mà lại rẻ hơn, giá nó rẻ nhất đấy. Thì hàng này nó là hàng loại 2, còn hàng loại 3 nữa, loại 3 thì nó sẽ rẻ hơn. Thì tất nhiên chất lượng nào thì giá tiền đấy. Và có cái loại 1 nữa, loại 1 là loại VIP, nó đỏ rực hết, là chọn những hạt đỏ rực, đỏ au, đỏ đều 90-100%, còn loại đẹp này chỉ đỏ được 50-70-80%. Đó là những cái vòng như thế tôi giới thiệu sơ qua. Các bác muốn tư vấn trực tiếp hoặc là chi tiết hơn thì các bác có thể gọi điện thoại hoặc là inbox cũng như comment ở dưới đây, thì các bạn ấy sẽ nhắn tin cho các bác để tư vấn thêm nhé các bác nha. Khi mà các bác mua hàng bên tôi thì các bác được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền nhé, và được giao hàng miễn phí toàn quốc, được kiểm tra hàng trước khi mà giao tiền. Thì đây là cái thẻ bảo hành này. Chính sách bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày này, bảo hành sản phẩm trong 3-5 năm này, thay dây thay hạt miễn phí trọn đời này, miễn phí vận chuyển toàn quốc, thanh toán giao hàng tại nhà này, và được kiểm tra hàng trước khi mà thanh toán tiền. Đó, đây là địa chỉ và những cái thông tin của bên tôi. YouTube Mộc Hương Shop, các bác có thể lên YouTube xem thêm nhiều, rất là nhiều clip của bên tôi. Và website Mộc Hương Shop cũng như là vòng lưu huyết long. Hai cái địa chỉ, một là ở Hải Phòng, hai là ở quận 9 Hồ Chí Minh. Cơ sở chính của tôi là ở Hải Phòng số 1, cơ sở 2 là ở Hồ Chí Minh, và gửi hàng ở các tỉnh miền Nam này rất là nhanh. Đó, thì rất là mong các bác ủng hộ Mộc Hương Shop nha. Khi mà gửi hàng thì tôi sẽ đóng vào những cái hộp như này, hộp như này hoặc hộp giấy như này. Đó, thì sau đó là tôi sẽ bỏ vòng vào đây và bỏ vào một cái hộp giấy nữa. Đó, như này. Có bên trong là sau đó đóng vào gửi bên Viettel của quân đội đấy, Viettel Post đấy. Đây là đóng dấu đỏ được kiểm tra hàng này, được kiểm tra hàng Mộc Hương Shop và số điện thoại này. Thì các bác hoàn toàn yên tâm, khi mà nhân viên họ giao đến thì các bác được bóc hàng ra xem, được kiểm tra, rất là công khai và minh bạch nhé các bác nha. Nên là các bác hoàn toàn mua hàng yên tâm nhé. Khi mà đặt hàng bên tôi sẽ tư vấn miễn phí cũng như là báo giá trực tiếp cho các bác. Đó, rồi, xin chào các bác nha.